Thưa quý vị, thưa các bạn, dự án chuyển hóa carbon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng là một sáng kiến từ năm 2012 từ quan hệ hợp tác dài hạn giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch về tăng trưởng xanh trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam. Đến nay, dự án bắt đầu bước vào hoạt động chính hỗ trợ cho doanh nghiệp. Qua khảo sát của các chuyên gia dự án chuyển hóa carbon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, LCEE, hiện tỷ lệ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực này áp dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng rất thấp. Ví dụ như đối với ngành chế biến thực phẩm, các doanh nghiệp chưa từng áp dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng nào chiếm 82,61%, ngành gốm sứ chiếm 92,99%, ngành gạch chiếm 63,39%. Những doanh nghiệp trong các ngành này đều có áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng thì cũng chỉ là các giải pháp có chi phí thấp. Các giải pháp tiết kiệm năng lượng toàn diện như là tái sử dụng năng lượng, thay đổi năng lượng, kiểm soát mật độ, sử dụng các thiết bị có hiệu suất hoạt động tốt chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Dự án chuyển hóa carbon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng chuẩn bị cho cái quỹ đầu hỗ trợ đầu tư mà chúng tôi đã tiến hành cùng với đối tác ở Đan Mạch trong gần một năm. Thì dự án là đã xây dựng ra được một cái cơ chế quản lý, điều hành một cái quỹ với quy mô là 6 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành gạch ngói, gốm sứ và chế biến thực phẩm. Thì hiện nay là chúng tôi đã bắt đầu nhận được một số những cái đơn đăng ký đầu tiên để tham gia và nhận được hỗ trợ của quỹ. Quỹ tiết kiệm năng lượng là một trong những hoạt động chính của hợp phần 1 dự án chuyển hóa carbon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng. Đây là dự án hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2013-2017 với tổng ngân sách tài trợ trên 11 triệu đô la Mỹ. Theo đó thì quỹ tiết kiệm năng lượng sẽ sử dụng các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các ngành sản xuất gạch, gốm sứ, chế biến thực phẩm, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đẩy mạnh sản xuất sạch và bền vững tại Việt Nam. Theo khảo sát của LCEE với các doanh nghiệp nhỏ và vừa về mong muốn được hỗ trợ dự án carbon thấp cho thấy có đến 48% các doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ đầu tư, khoảng 10%, 34% muốn được bảo lãnh khoản vay, 11% mong được miễn phí hoặc giảm chi phí với dịch vụ báo cáo kiểm toán năng lượng và nghiên cứu kỹ thuật. Dự án mong muốn hỗ trợ cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tìm nguồn tài chính. Trên cơ sở đó, quỹ xây dựng hai cơ chế. Thứ nhất là bảo lãnh tín dụng cho các khoản vay của doanh nghiệp tại ngân hàng. Thứ hai là phần trả thưởng từ 10 đến 30% giá trị khoản vay cho các doanh nghiệp thực hiện dự án hiệu quả về tiết kiệm năng lượng, v.v. Mục tiêu của dự án chuyển hóa carbon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng đó là nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện các cái giải pháp, các cái dự án đầu tư vào tiết kiệm năng lượng để nhằm giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng và từ đấy cũng nâng cao được cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc 3 lĩnh vực gốm sứ, gạch, chế biến thực phẩm nếu có kế hoạch sản xuất sạch, sau khi được Đại sứ quán Đan Mạch thẩm định dự án thì sẽ được ngân hàng ANZ, đơn vị quản lý quỹ, cấp giấy chứng nhận bảo lãnh tới 50% giá trị vốn vay và có thể dùng giấy này tới vay vốn tại các ngân hàng thương mại. Nếu doanh nghiệp gặp rủi ro trong kinh doanh và không có khả năng trả nợ thì Đại sứ quán Đan Mạch sẽ phải trả số tiền bảo lãnh trên. Ngoài ra thì quỹ tiết kiệm năng lượng của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam còn có cơ chế thưởng cho các doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm năng lượng. Chuyển đổi này của em mà em đợi là cũng phải lâu rồi, mới bây giờ mới được thành công cái dự án này, thì nghĩa là chuyển sang thì được cái lợi ích là nhà em là ô nhiễm là cũng bớt ô nhiễm, mà nghĩa là nó cái thành phẩm mà mình ra lò là nó đạt hơn ở cái lò hộp. Riêng trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, Đan Mạch là nhà tài trợ lớn nhất cho Việt Nam với mức tài trợ lên tới 40 triệu đô la Mỹ cho chương trình thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Hiện Việt Nam là nước duy nhất ở châu Á được Đan Mạch triển khai nhiều chương trình dự án nghiên cứu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Dự án chuyển hóa carbon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng LCEE là một trong số những dự án đó. Khi dự án được triển khai một cách tích cực, sẽ đóng góp không nhỏ vào sự phát triển bền vững thông qua việc tăng cường sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa.